Phòng Y tế thành phố Long Xuyên vừa phối hợp với Bệnh viện mắt Long Xuyên tổ chức chương trình khám tầm soát và điều trị bệnh lý mắt miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Xuyên và phường Đông Xuyên. Tại chương trình có gần 200 người dân trên địa bàn phường Mỹ Xuyên và phường Đông Xuyên đã được các y bác sĩ của Bệnh viện mắt Long Xuyên kiểm tra chức năng mắt, khám thị lực, đo tật khúc xạ, kiểm tra nhãn áp, khám tầm soát các bệnh lý có liên quan về mắt. Qua khám sàng lọc, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được nhận những loại thuốc bổ mắt, nhỏ mắt miễn phí, cũng như được bác sĩ tư vấn cách chăm sóc, vệ sinh, bảo vệ mắt tại nhà để cải thiện và duy trì thị lực. Đối với các trường hợp được chẩn đoán có bệnh lý nặng về mắt, các bác sĩ đã tư vấn hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần chăm sóc sức khỏe, giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý về mắt để kịp thời điều trị.